Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhưng tôi muốn biết khả năng thành công là bao nhiêu. Điều này cô có thể yên tâm. Tô Mang, nữ giám đốc điều hành một công ty du lịch lớn với đời tư sóng gió. Trịnh Sở, một anh chàng nhân viên vui tính, tốt bụng trong tập đoàn du lịch của Tô Mang. Nhưng đến hôm nay thì không phải là hàng hiếm gì nữa. Xin lỗi anh, Trịnh Sở. Cô tính trăm phương nghìn kế để sinh con, chẳng qua là muốn moi tiền nhà tôi. Tôi nói cho cô biết, cô không có cửa đó đâu. Thu xếp đồ đạc rồi cút đi cho tôi. Chìa khóa nhà, con cứ giữ lấy. Mẹ, mẹ bảo trọng nhé. Hai con người cô đơn tình cờ gặp nhau, họ không chỉ là làm việc mà còn là hàng xóm của nhau. Những tình huống hài hước xảy ra và giữa hai người cũng dần nảy sinh tình cảm. Anh là ai? Cô là ai? Sao anh lại vào phòng của tôi? Đây là phòng tôi cơ mà. Bây giờ tôi không còn ai để so bì rồi, không còn ai để cãi nhau nữa. Có lẽ đây mới chính là sự trừng phạt lớn nhất. Tại sao tôi phải tin anh? Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh? Tin hay không là tùy em. Dù sao, anh cũng không muốn em và Trịnh Sở ở bên nhau. Tình yêu vượt đại dương, bộ phim tâm lý tình cảm hấp dẫn gồm 44 tập sẽ được phát sóng trên kênh NBTV lúc 20:30 và 21:30 hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem.